Sau khi các bạn mở xong cái file có tên là frame.asm1.html xong thì chúng ta sẽ xác định cái vị trí cần tạo những cái vùng. Được chưa? Vị trí chúng ta tạo các phần tử dọc theo cái thanh màu xanh dương đậm này. Thì các bạn sẽ vào lệnh này, 1D này, vào connector này. Được chưa? Các bạn chọn là area dọc tạo liên kết vùng này. Trong cái subpanel area này các bạn sẽ chọn cái location là vị trí các phần tử nào có cái liên kết này. Các bạn sẽ chọn phần tử ở đây này. Rồi các bạn dùng lệnh là display để chúng ta chọn toàn bộ phần tử dọc theo cái đường này. Nếu mà bạn nào không chọn được cái display ấy, thì các bạn sẽ chọn được dưới các phần tử. Đúng không? Như thế nó mất thời gian hơn. Rồi tiếp theo này, chúng ta sẽ chọn đến cái chi tiết chúng ta cần liên kết ở cái dòng là comment box này. Chúng ta sẽ chọn component. Các bạn sẽ chọn component màu xanh và màu tím. Nó có tên là left view 1 này và left view 2. Các bạn khi chọn nó sáng lên này. Chi tiết nó sáng lên. Rồi chúng ta thực hiện lệnh này. Cái phần zoom size các bạn nhập là 10. Được chưa? Thì là hai cái chi tiết này nó có khoảng cách nhỏ hơn 10 mm thì nó sẽ tiến hành tạo ra cái liên kết vùng. Tiếp theo kiểu liên kết này, các bạn chọn là S-Hashing này. Được chưa? Cái này để là cell path này. Rồi các bạn thực hiện lệnh này. Đó, thì đây nó sẽ tạo ra một cái liên kết vùng cho bạn. Sau khi tạo được cái liên kết vùng xong thì chúng ta sẽ tiến hành tạo liên kết bu lông này. Thì các bạn sẽ mở một cái file mới. File có tên là frame, frameassembly2.hm này. Rồi, chúng ta sẽ tạo cái liên kết bu lông ở vị trí chỗ này. Thì các bạn sẽ vào 1D này. Vào connector. Các bạn chọn là liên kết bu lông. Rồi trong cái subpanel bu lông này chúng ta sẽ chọn đầu tiên là cái location là vị trí. Vị trí đặt cái liên kết bu lông này. Chúng ta sẽ chọn một cái nút này. Bây giờ các bạn sẽ chọn một cái nút thuộc cái đường tròn này. Bây giờ, rồi cái connector này các bạn sẽ chọn. Bây giờ, cái component mà để tạo liên kết bu lông thì ở đây chúng ta sẽ chọn cái con màu vàng và cái con màu tím. Được nhỉ? Nó có tên là Realtors 1 này và Realtors 2 này. Thì các bạn select. Tiếp theo ở cái phần zoom size này. Được chưa? Các bạn để là 50. Được nhỉ? Phần size này thì các bạn chọn là bu lông. Các bạn chọn là bu lông render rồi. Cái đặc tính liên kết là các bạn chọn là led view 1. Tiếp theo ở cái phần ở đây các bạn để nguyên này, view dynamic này, vector này, consider existing này. Ở cái phần view này các bạn sẽ thay đổi một cái thông số, đó là cái phần mask dimension này. Các bạn tích ở cái phần hole này. Rồi mask dimension này các bạn chọn thay đổi là 60. Bây giờ 60 mm này. Rồi các bạn return này. Bây giờ rồi thực hiện lệnh tạo liên kết bu lông. Thì đây là cái liên kết bu lông đã được tạo. Thì các bạn quan sát ở phần dưới này. Bây giờ thì nó có màu xám đúng không? Là cái tạo cái liên kết bu lông của chúng ta. Rồi, còn nếu bạn nào muốn tạo liên kết bu lông nhé, nó thuộc cái lớp thứ 5 này, thì các bạn sẽ make it nó lên. Còn nếu bạn nào không thì nó sẽ tự động, thì tự động tạo ra đây cái liên kết bu lông cho các bạn. Rồi đấy là hai lệnh liên kết theo vùng này, liên kết vùng và liên kết bu lông.